Đây là dự đoán tháng 12 dành cho các bạn. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Với các bạn market ý, đầu tiên thì chúng ta đến những lá bài trà đây. Đầu tiên là mình thấy là có một cái mong muốn nào đấy của các bạn ấy có thể sẽ không trở thành hiện thực. Cái mong muốn này hãy hiểu là bạn trong cuộc sống của bạn, bạn có rất là nhiều mong muốn và đây có thể là một trong số đó thôi. Chứ không phải là toàn bộ tất cả những mong muốn của bạn đều không trở thành hiện thực nha. Đó, có thể một cái chuyện gì đấy, một cái mong muốn nào đó của các bạn ấy nó không đi theo cái kế hoạch và không thực hiện được đúng như các bạn mong cầu. Thứ hai đấy, mình thấy rằng là bạn cần phải biết cách bảo vệ cho bản thân của mình ở trong cái giai đoạn tháng 12 này. Có thể cái yếu tố này nó sẽ liên quan đến một cái tin đồn thổi hoặc tin nhảm nào đó được giống như là họ đồn thổi và họ nói sai sự thật về bạn chẳng hạn, thì mình thấy là bạn cần có thời gian để bảo vệ bản thân của mình. Bạn cần có cái sự bảo vệ bản thân của mình ha. Tiếp theo ở đây nó có liên quan đến một người phụ nữ mắt đen tóc đen. Các bạn nên cẩn trọng với cái người này bởi họ có thể chính là cái người sẽ đặt điều cho bạn hoặc là sẽ có gây ảnh hưởng gì đấy xấu đến với các bạn đấy, nên để ý một chút. Cụ thể hơn với những lá bài Tarot Oracle ở đây á, thì cái lá gossip ở đây là cái thứ mà mình cần chú ý đến với các bạn. Các bạn khá là giống với một cả một tụ bài ở một cái cung hoàng đạo nào đó mà mình thực sự là cũng không nhớ. Hình như là nhóm lửa hay sao á, nhóm lửa như là Bạch Dương hay sao hay là gì đó đấy. Thì mình thấy là các bạn cũng bị đồn thổi, cũng bị những cái lời này lời kia đó ra vào gì đó nói các bạn. Và hãy cẩn trọng với một người phụ nữ mắt đen tóc đen nha. Gạt qua cái chuyện đó thì những cái chuyện khác nó lại tốt này. Đầu tiên ấy, mình thấy rằng là bản thân bạn đã có nỗ lực cố gắng trong suốt khoảng thời gian vừa qua rồi. Có những lúc các bạn cố gắng nhích từng chút mình lê bước chân từng chút một, đi từ con số 0 hoặc thậm chí là con số âm đi lên. Thì mình thấy rằng là bạn đã rất kiên nhẫn trong suốt khoảng thời gian vừa qua và bạn hy vọng rằng mọi thứ nó sẽ có cái thay đổi tốt đẹp với mình, đúng không? Thì mình thấy rằng là cái này nó cần thêm một chút xíu thời gian nữa. Mình biết các bạn đã chờ đủ lâu rồi, nhưng cái này nó cần thêm một chút xíu thời gian nữa thì nó mới cho các bạn ra được cái thành quả. Bởi vì sắp tới đây hãy chuẩn bị đón nhận một cái sự thay đổi lớn đến với cuộc sống của các bạn. Với cái lá win ở đây là lá cơn gió, nó sẽ thổi một cái làn gió mới, sẽ làm thay đổi cái cuộc sống của các bạn, có thể lật ngược 100%, 100 độ luôn đấy, 360 độ đấy, đó, 360 độ lật ngược luôn đấy các bạn. Thì tại sao lại lật ngược ở đây? Tại sao lại lật ngược ở đây? Đấy chính là mình thấy rằng là có thể là sắp tới đây ấy, bạn sẽ có một cái khởi đầu mới hoặc một cái quyết định nào đó, hoặc là một cái điều gì đấy nó rất là tốt đẹp nó sẽ đến với các bạn. Nó đến từ cái việc là bạn đã nỗ lực cố gắng từng bước ở trong quá khứ và bạn sẽ gặt hái được thành quả thành công trong thời điểm tiếp theo, và nó mở ra cho bạn một cái thời kỳ mới, một cái giai đoạn mới trong cuộc sống. Ở đây chúng ta có bốn gậy. Bốn gậy là một cái bạn thấy rất hạnh phúc đúng không? Rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc ở đây. Đó, với một số bạn thì có thể điều này liên quan đến lập gia đình này, kết hôn này. Đó, liên quan đến gia đình của các bạn nữa. Thì mình thấy rằng là bạn cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc khi bạn xây dựng được một cái điều gì đấy nó rất là vững chắc với cuộc sống của các bạn. Có thể là sự nghiệp, có thể là một cái mục đích sống hoặc là một cái dự án nào đó của các bạn. Mình thấy nó sẽ phát triển rất là tốt và nó sẽ bắt đầu thu được những cái nguồn lợi nhuận. Và cái lợi nhuận này của các bạn ấy nó sẽ khá là dồi dào nha. Vì đây chúng ta còn lá 10 xu ở đây, nó rất là đầy đủ, dồi dào đến với cuộc sống của các bạn. Nếu như cái yếu tố này nó không có liên quan đến công việc, tài chính, tiền bạc ấy, nó liên quan đến yếu tố gia đình của các bạn ấy, thì mình có thể đảm bảo là gia đình của bạn trong thời điểm tiếp theo ấy, mọi thứ sẽ rất là suôn sẻ, rất là tốt đẹp, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc nha. Có một cái sự tràn đầy vui vẻ ở đó. Nhưng mà ở đây thì mình có một cảm nhận là bạn đang nỗ lực vì một điều gì đấy và bạn sẽ gặt hái được thành công. Cái bốn gậy này là một cái sự ăn mừng rồi. Một cái sự ăn mừng, xây dựng được một cái như kiểu một cái đế chế rất là vững chắc rồi. Cái 10 xu này ấy, nó đem lại cho bạn cái sự dồi dào đầy đủ về cả mặt vật chất lẫn tinh thần của các bạn luôn. Thế là mình rất là chúc mừng các bạn. Đôi khi cuộc sống chính là như vậy. Chúng ta không có được điều này, chúng ta lại có được điều khác. Có những điều này nó xui nó đến, nó xảy ra nó đến, nhưng cũng sẽ có những điều tốt đẹp hơn đến với chúng ta. Đó, nó luôn có những cái mặt như vậy. Đôi khi chúng ta không trải qua niềm vui làm sao mà trải qua được nỗi buồn, làm sao không trải qua nỗi buồn làm sao hiểu được như thế nào là niềm vui, đúng không? Không có trải qua nóng mà sao hiểu như thế nào là lạnh. Đó, thì mình thấy rằng là đây là một cái tháng có khá là nhiều những cái biến đổi đến với các bạn đó, và bạn có thể sẽ tương đối bận rộn ở trong cái giai đoạn này đấy. Tuy nhiên thì hãy dành thêm thời gian để nghỉ ngơi ở đây này. Đó, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, để thư giãn, để kết nối với bên trong bản thân của các bạn. Bởi vì mình thấy là bạn cũng đã đủ nỗ lực và cố gắng rồi.
bạn có thể sẽ có một vài những cái đầu việc phải xử lý, nhưng mà hãy cố gắng xử lý sao cho nhanh gọn nhất có thể để dành thời gian cho cái sự nghỉ ngơi của mình nha. Đấy là market, chúng ta đến với Kim Ngưu. Xin chào các bạn, Kim Ngưu đây là dự đoán tháng 12 dành cho các bạn. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là dự đoán tháng 12 như thế nào đây? Thì đối với Kim Ngưu ấy thì các bạn sẽ có những lá bài sau. Đầu tiên thì lá bài này nó nói về việc đấy chính là với cái sự sâu sắc, sức mạnh sâu sắc đến từ bên trong của bạn và cái sự bình tĩnh của bạn ấy, nó sẽ là cái minh chứng, nó sẽ là cái thứ đảm bảo cho sự thành công của bạn. Nên là bất kỳ cái vấn đề gì trong tháng 12 hãy bình tĩnh xử lý và giải quyết nó thì bạn sẽ có được thành công. Thứ hai đây nó nói về việc đấy chính là đang có một cái thay đổi đến với cuộc sống của các bạn. Đang có một cái thay đổi nào đó đến với cuộc sống của các bạn nha. Rồi, và không biết là thay đổi này nó theo cái chiều hướng như thế nào và nó sẽ diễn ra ra sao thì cái đấy phải chờ thì mới biết được. Tiếp theo nữa nó nói về việc đấy chính là có thể là sắp tới bạn sẽ có một cái sự mạo hiểm trong một cái lĩnh vực nào đó trong cuộc sống của bạn. Nhưng mà cái điều đấy nó là một điều mạo hiểm. Mạo hiểm nghĩa là sao? Nghĩa là bạn dấn thân vào nó. Nó vừa có lợi ích cho bạn nhưng nó cũng vừa có thể sẽ là có những cái nguy hiểm đối với các bạn. Nhưng ấy, chính những cái tình huống nó như vậy ấy, thì nó mới làm thay đổi cuộc sống của bạn. Tức là nó mới có thể tạo ra cho bạn những cái bước nhảy vọt, tạo ra cho bạn những cái thứ giống như là khác biệt đi so với trước kia. Còn nếu như chúng ta chỉ làm những cái việc giống thường ngày thì chúng ta sẽ chỉ có nhận kết quả giống thường ngày thôi, chứ lấy đâu ra mà khác biệt, đúng không? Cụ thể hơn với những lá bài ở đây ấy, thì mình thấy rằng là tháng này là một tháng bạn có thể sẽ được tạo điều kiện để tỏa sáng. Bạn bộc lộ được cái khả năng của mình. Và thời điểm sắp tới đây là một thời tới của các bạn. Nên là mình thấy bạn nên chớp thời cơ này để có thể là tỏa sáng cho bản thân của mình. Mình thấy rằng có thể bạn có rụt rè hoặc bạn suy nghĩ này kia các thứ để bạn giống như là bạn trốn tránh cái việc mà bộc lộ bản thân, tỏa sáng ấy. Thì mình thấy rằng là hãy nhìn rộng mọi thứ ra, hãy nhìn mọi thứ một cái góc độ rộng lớn hơn. Hãy hiểu rằng là chúng ta không có nhiều cơ hội để tỏa sáng. Và bản thân bạn được sinh ra với cái sự đặc biệt, với cái tài năng của bạn ấy, là bà để bạn bộc lộ chứ không phải là để bạn giấu đi. Đó, hãy hiểu điều đó nha. Nên tháng này có thể sẽ được trao cơ hội để được tỏa sáng, chính là cái việc mạo hiểm đây này. Đó, nhưng nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của các bạn. Thứ hai, hãy đón nhận, mở cửa trái tim của bạn để đón nhận những cái niềm vui nó đang tới từng ngày. Đôi khi cái niềm vui đó nó đến từ việc là chúng ta cởi mở hơn với bản thân, với những người xung quanh đó, với những cái thứ mà chúng ta cho là mạo hiểm, với những cái thứ mà chúng ta quan niệm cũ ngày xưa của chúng ta, thì bây giờ chúng ta có thể là cởi mở hơn đó. Chúng ta có thể là thay đổi cái cách suy nghĩ đi, nhìn mọi thứ ở nhiều chiều, nhiều phía hơn đó. Thì mình thấy là bạn cần có một cái tầm nhìn xa hơn, trông rộng hơn nhá. Tiếp theo nữa ở đây á thì mình thấy rằng là bạn cần có dũng khí để bắt đầu một điều gì đó, để bắt đầu những cái thứ mới mẻ, để bắt đầu những cái thứ thay đổi. Và đồng thời là hãy buông bỏ những cái thứ mà nó không phù hợp với cuộc sống của các bạn nữa. Lá bài này, người này không khinh khí cầu không bay lên được vì có những bao cát. Người này khinh khí cầu của họ bay lên vì họ dám thả những cái bao cát xuống đó. Và nên cho nên nếu như bạn cứ giữ những cái giận dữ, những cái gì đấy liên quan đến quá khứ ấy, nó chỉ làm nặng thêm cái hành lý của bạn và khiến cho khinh khí cầu của các bạn không bay lên được thôi. Nên bạn hãy buông nó xuống nha. Đó, và ở đây đang hứa hẹn với các bạn ấy là có rất là nhiều những cái triển vọng ở nơi chân trời mới đang tới. Trên of line này đó, thay đổi cuộc sống của bạn đây này. Tháng này không tránh khỏi những tranh cãi, sự đấu tranh ở đây. Có thể bạn tranh cãi với những người xung quanh và bạn sẽ tranh cãi với chính bản thân của mình nữa. Bạn sẽ đấu tranh là mình không biết mình có nên tiếp nhận hay không, mình có nên thay đổi hay không, cũng bối rối quá rồi. Không biết là mình có nên đồng ý để chấp nhận, để tỏa sáng không, để bộc lộ bản thân của mình hay không. Đó, bạn phân vân, bạn suy nghĩ rất là nhiều. Thì mình thấy rằng là bạn sẽ không thể tránh khỏi được cái giai đoạn này. Bởi vì đây cũng là một cách giống như là một gần như một cái việc mà bạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Bản thân mình cũng như thế, mỗi khi mà mình phải bước ra khỏi vùng an toàn ấy, là mình phải đấu tranh dữ dội lắm. Bởi vì bản thân mình không thích cái sự thay đổi. Đó, nó thẳng luôn là như vậy. Mình không thích sự thay đổi, mình muốn có một sự ổn định thôi. Ngày này qua tháng nọ thôi cũng được, không bon chen, không gì hết. Nhưng mà đôi khi cuộc sống mà, nó sẽ đưa đẩy chúng ta đến cái rìa của cái vùng an toàn và buộc chúng ta phải nhảy qua đó. Bởi vì chúng ta không thể ở mãi ở một cái vùng được. Nên là mình hiểu cảm giác của bạn và những gì bạn đang trải qua. Thế nhưng mà mình thấy các bạn sẽ gặp gỡ một cái nhân vật nào đó. Có thể nhân vật này sẽ là một cái nhân vật đem đến cho bạn khá là nhiều niềm vui trong tháng 12 này. Có thể họ là một người có tính hài hước này. Họ có thể là một người đàn ông mà da đen tóc xoăn. Không hẳn là đen như thế này và tóc xoăn như thế này nha. Có thể tóc của họ hơi xoăn một chút thôi. Và da của họ hơi tối màu. Bạn sẽ thấy là người họ có thể là trông hơi thể thao một chút đó. Cái cách ăn mặc của họ này, cái các thứ ấy, nhìn nó cũng rất là kiểu mlem mlem. Đó, mlem mlem.
Thì mình có một cảm nhận là cái người này sẽ đem lại cho bạn rất là nhiều những cái giây phút vui vẻ, hạnh phúc và những cái phút giây thư giãn khi mà bạn được nói chuyện với họ. Họ có được cái sự giống như là hài hước ấy, vui vẻ ấy. Ok, thì đấy là các bạn là Market, là các bạn Kim Ngưu. Chúng ta đến với Sử Nữ. Dạ các bạn là Sử Nữ, đây là dự đoán tháng 12 dành cho các bạn. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên nó có thể đúng với bạn hoặc là không. Thì đối với các bạn Sử Nữ thì chúng ta có những lá bài trà sau đây. Đầu tiên, trong tháng này các bạn sẽ duy trì được cái sự bình yên và hài hòa trong cái cuộc sống của các bạn. Tức là hãy hiểu là trong một tháng các bạn không thể yêu cầu là ngày nào các bạn cũng cảm thấy vui vẻ được, ngày nào cũng thấy bình yên được, mà có thể là cái nguồn năng lượng chủ yếu của cái tháng này ấy, chủ yếu là phần lớn thời gian thôi, bạn sẽ có được cái sự bình yên và hài hòa nha. Tiếp theo ở đây, trong tháng này hãy biết chấp nhận những lời chỉ trích. Những lời chỉ trích đôi khi là những cái lời đó là những lời góp ý, nhưng mà nó được bọc dưới một cái dạng gọi là hơi khó nghe một chút. Thì thôi, riêng tháng này hãy biết chấp nhận những cái lời chỉ trích đó, vì có thể là bạn sẽ tiếp thu kinh nghiệm và sửa đổi được cho mình. Tiếp theo nữa, mình thấy rằng đây sẽ là một cái thời kỳ của cái sự đầy đủ, một cái thời kỳ thịnh vượng và một sự đầy đủ sẽ đến với cuộc sống của các bạn. Có thể cuối giai đoạn tháng 12 này có tiền, hoặc là được thưởng lương tháng thứ 13 hả? Hay là gì đó, có tiền nha. Đấy, có sự đầy đủ ở đây nha. Cụ thể hơn với những lá bài Tarot và Oracle ở đây thì nói thật là tháng này tương đối vui vẻ. Đó, đặc biệt là khi các bạn buông bỏ được những cái gay gắt trong bản thân của mình, những cái sự đấu tranh và những cái vấn đề nào đó mà nó giống như là nó gay gắt ấy, thì mình thấy là bạn sẽ buông bỏ dần được những cái điều đấy, thì bạn lại cảm thấy rất là vui vẻ, rất là thoải mái. Nhưng ngược lại, nếu như mà bạn cứ chăm chăm vào những cái khuyết điểm và bạn cứ kiểu giống như là đấu tranh nhiều quá, vật lộn nhiều quá, thì bản thân bạn là cái người mệt thôi. Thì ở đây á, mình thấy rằng là giờ là lúc đầu tiên này, mình thấy là bạn có thể là có những cái xung đột hoặc là những cái gay gắt nào đó liên quan đến quá khứ, và bạn nói rằng là cả đời này bạn không bao giờ quên, bạn hận chẳng hạn, ví dụ thế. Thì mình thấy là bạn nên học cách để làm sạch những cái quá khứ đó, chữa lành những cái tổn thương của mình và buông bỏ nó đi. Bởi vì thật ra bạn gay gắt thì cuối cùng bạn là người đau khổ nhất thôi. Vì cuối cùng bạn gay gắt, người ta đâu có quan tâm đến cái sự gay gắt của bạn đâu. Bạn gay gắt, bạn tức giận thì cái cảm xúc đấy là của bạn, và cái người kia họ đâu có hứng chịu những cái sự tức giận gay gắt đó của bạn đâu nha. Họ không hề quan tâm. Nên là hãy để ý đến điều này. Giống như một cái người ta còn câu là khi mà chúng ta hận thù một ai đó không khác gì cái việc là chúng ta đang tự uống thuốc độc mỗi ngày. Thì mình thấy là bạn hãy buông bỏ tất cả những cái điều đấy đi để tận hưởng những niềm vui đang tới. Niềm vui của các bạn đây là gì? Là tình yêu và sự thịnh vượng. Sự thịnh vượng như mình nói rồi là sẽ có một cái sự thay đổi nào đó về mặt tiền bạc tài chính dồi dào đến nha. Cái sự tình yêu ở đây là gì? Mình thấy sẽ có một cái nhân vật nào đó xuất hiện ở đây. Có những bạn đã đang tương tác với cái người này rồi, và hai người cảm thấy rất là hợp nhau. Mình thấy rằng là bản thân bạn cảm nhận được sự đồng cảm từ cái người này. Có một cái sự đồng cảm chia sẻ ở đây, các bạn thấy không? Cái lá lốp này, đây là một cái trái tim, và hai người đều chạm vào cái trái tim này. Đó, đó là một cái sự đồng cảm rất là mạnh mẽ đến từ cả hai trái tim, đến từ hai phía ở đây. Thì mình thấy là các bạn sẽ có rất là nhiều những cái niềm vui ở trong cái mối quan hệ này. Và đôi khi chúng ta không cần biết được là mọi thứ nó sẽ đi đến đâu, nó sẽ ra sao. Hãy buông bỏ, hãy xuôi theo dòng, giống như là đến đâu hay đến đó đấy. Kiểu giống như là ngày hôm nay chúng ta vui vẻ hạnh phúc với nhau, chúng ta biết và hiểu được cái niềm vui và hạnh phúc đó, ngày mai chúng ta lại tiếp tục thấu hiểu nhau hơn ngày kia các thứ đó. Chứ không phải khi các bạn mới biết nhau mà các bạn đã tính đến việc là kết hôn hay gì đó đâu. Không, đừng tính sai như thế, cứ bình tĩnh đã. Đâu có đó thịt chó lại có mắm tôm thôi nha. Và mình thấy là cái lá bài này này, mình có một cái cảm nhận là bản thân các bạn là một cái người mà khó tính nha. Khó tính trong chuyện tình cảm nha. Đó, trực giác của bạn cũng là một cái điều rất là tốt, nhưng mà các bạn cũng là một người rất là khó tính nha. Cũng cần đo đong đếm chán chê đấy, chứ không phải là đùa đâu. Thì mình thấy rằng là bạn giống như là bạn luôn ở trong một cái trạng thái, mình có một cảm nhận là bạn luôn ở trong một cái trạng thái là phòng thủ ấy. Thì mình thấy là bạn nên bớt cái điều đó đi một chút đó, thì để bạn có thể cởi mở hơn đối với cái người này. Và thêm vào đó thì mình thấy rằng là để mà bạn có được cái ngày hôm nay á, vững vàng như ngày hôm nay ấy, thì bạn cũng đã có một khoảng thời gian để tu luyện rồi, để trải qua những cái đau đớn rồi, trải qua những cái khổ sở rồi đó. Cho nên ý, ở thời điểm hiện tại khi mà tất cả mọi thứ đó đến với các bạn ấy, thì bản thân bạn cũng có một cái phần nào đó hoài nghi này, mà một cái phần nào đó lo lắng. Nhưng ấy, như mình nói rồi, hãy buông bỏ, hãy thoải mái đi một chút đó. Và ok, hãy nhớ nha, những điều mà mình nói nha. Và nhớ cái điều này này, chấp nhận những cái lời chỉ trích trong tháng này, lắng nghe nó, ok.
Mình muốn rút thêm, cảm thấy có một cái gì đó cần cần ở đây. Money, trời 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 ơi, vừa có tiền vừa có tình cảm ở đây. Trời ơi, vừa có tiền vừa có tình cảm ở đây nhá. Sẽ có tiền bạc đến với các bạn. Ok, đợi mình một xíu. Đợi mình. Mình thấy rằng là trong cái mối quan hệ này nhiều khả năng là bạn sẽ để cho cái người kia họ làm mọi thứ, và bạn chỉ đứng quan sát thôi, xem như thế nào. Và mình thấy, như mình nói là mình thấy là bạn hơi ghê nha. Ghê nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn quan sát thì nó rất là kỹ cả, để ý rất là, giống như là tất cả mọi thứ đều nằm ở trong cái tầm mắt và trong cái sự xem xét của các bạn đấy. Đó. Ok. Thì đó là cái tụ bài của các bạn à. Xử nữ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhấn like đăng ký kênh của mình nhé. Bye.